nó bắt đầu nó có hiện tượng lộ sống rồi, có nghĩa là cái đầu mũi em thấy cái da của em nó bóng, và nó của em thì nó không bị đỏ nhưng mà cái da nó bóng. Và thứ hai nếu mình nhìn kỹ ấy, thì mình thấy cái trục mũi với cái sống nó bị nghiêng, nó nghiêng dẫn đến cái bờ sống của bên phía nó nằm hết bên phía tay phải, và cái bờ của bên phía tay trái thì nó nằm trục giữa, đồng ý không? Có nghĩa là nó bị nghiêng. Tại sao nó nghiêng như vậy? Cái bình thường cái này xưa nó nằm dạng ban đầu đặt dày này, bác sĩ đặt dày, nhưng khi cái này nó tụt xuống này, bên nào rộng hơn thì nó sẽ đây, đổ về đó. Của em nó đang dài, em hiểu không? Còn cái này là cái đầu mũi của em, đây góc mũi. Và khi nó tụt xuống như vậy á, thì nó làm cho cái da này nó mỏng lên và nó lộ sống đây. Và đồng thời có thể hồi xưa á, là lúc lắc dài á, cái tay này nó ít chạy, nhưng khi nó tụt xuống rồi thì cái tay này nó có một khoảng trống. Cho nên bây giờ bẻ cái mũi này cho nó đi qua đây, bẻ cái mũi này đi qua đây, có nghĩa là sao? Là nhìn vô là biết mũi giả. Vậy thì bây giờ cái mũi mình làm là gì? Bỏ sống nó ra. Trước tiên là bỏ sống ra. Cái độ cao bắt theo bác như thế này là hợp lý của em. Có nghĩa là khuôn mặt của em là không nên làm cao hơn. Từ đầu mũi đến cái mũi, bác sĩ nào trước đây làm cái khoan mũi ok. Thứ nhất là sống rất là thẳng, thứ hai cái điểm gốc của này cũng là rất là phù hợp với khuôn mặt của em. Đó. Chỉ có điều là sao? Em để ý cái chỗ này nó phình ra hơn so với ban đầu. Vì tại sao khi nó sống nó tụt xuống, thì khi người ta đặt một cái sống từ đây xuống đây thì luôn luôn nó có một cái móc, cái sống nó dài nó có móc này, thì cái móc này bây giờ nó xuống thấp hơn nữa nó bung cái này ra, cho nên nhìn cái chỗ này nó lòi ra, đúng ý không? Thì do đó cái mũi của em là bác nghĩ là có thể bác sẽ kéo dài ra khoảng, tại vì so với khi bác đẩy cái này vô rồi này thì bác thấy cái đỉnh mũi của em nó ngắn so với cái chân 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 này, nó khoảng 2 ly, thì do đó bác sẽ kéo dài ra một chút xíu nha. Nó đang bị hình đó bé. Đúng rồi, nó đang bị hình, nó dài, nó ngắn, nó gây hình. Cho nên khi bác đẩy vô đây bác cứ nói là bác phải kéo dài thêm cái đầu mũi ra cho nó bớt hình á, nó bớt ngắn thì nó bớt hình, có nghĩa là nó xuống xíu là không, kéo dài ra đầu mũi có 2 ly, có nghĩa là nó phải như vậy này thì nó ok, em hiểu không? À. Và có nghĩa là em muốn cái đầu mũi của em nhỏ đầu nhất có mũi, thể đúng rồi. Để cho nó nhớ là mình kéo dài qua mũi quá thì dẫn đến một cái tướng mũi xấu, đó là mũi nhìn miệng. Cho nên nó có cái góc độ của nó, nhiều bác nhớ của nó là kéo nó xuống khoảng 2 đến 3 ly thôi là maximum, để cho nó cân bằng từ đây, đây và đây và đây, bốn cái cấu trúc này nó phải cân bằng, em đồng ý không? Còn cái độ cao mũi thì giữ nguyên như vậy là ok, đừng làm cao hơn. Và bây giờ mình làm mũi đây là mũi cấu trúc là gì? Trước đây mình chỉ đặt cái sóng thôi, còn là có nghĩa là sóng từ dưới tay này xuống dưới này, còn bây giờ mũi cấu trúc có nghĩa là từ đây là toàn bộ cấu trúc từ thân của mình hết này, từ cái đầu mũi này để khi nó không có bị tụt nữa, cái sóng nó chỉ nằm từ đây tới đây thôi. Thì do đó trước tiên là khi mình lấy cái này ra vô cái vách ngăn, kiểm tra cái vách ngăn, nếu vách ngăn một đủ dài, hai đủ rộng, ba không bị cong thì mình sẽ cắt một phần của vách ngăn để mình ghép cái phía trước, để mình một là mình đưa cho nó cao hơn một xíu, cái thứ hai là mình kéo dài nó ra khoảng vài ly, em nghe kịp không? Thì lúc sau đó là nó thành cái trụ giống như cái nhà sang cái móng như này. Khi cái nhà có móng rồi thì lúc đó hai cái sụn cánh ở đây mình có hai cái sụn cánh. Khi mình đặt cái sóng vừa rồi vô á là nó đặt như này, hai xung cánh cái sóng đặt ra này, nó xẹp cái xung cánh xuống. Bây giờ mình bóc tách nó ra, mình đính nó vô cái trụ này để nó tạo thành cái độ mấy nhà. Khi nó tạo một cái nhà như vậy thì toàn bộ cấu trúc đó nó sẽ liên kết với nhau và toàn bộ nó là của mình. Thì sau đó xong đó rồi thì mình sẽ đặt cái sóng từ đây này cho nó hài hòa phía trước là sao. Thì do đó là cái đầu tiên là bác sẽ sử dụng xuống vách ngang. Nếu giả sử xuống vách ngang của em nó quá mỏng đi hoặc là nó bị cong vênh đi, đúng không, nó không đủ chắc, nó không đủ thẳng để mình ghép vô thì bắt lấy siêu sụn sườn, ok. Còn nếu giả sử mà nó cũng tương đối thì ở nó có một cái loại, bác sẽ có một cái loại vật liệu ghép, nhưng vật liệu ghép này 3 năm là nó sẽ tan hết, nó không còn gì trong đó hết, thì có thể mình sử dụng sụn vách ngăn và miếng ghép đó, ok ha. Còn khi nào hai cái đó không được rồi thì mình lấy sụn sườn. Ủa bây giờ mình nhìn là mình biết được mắt hay là phải vô phẫu thuật? Phải vô mới biết được, cái vách ngăn khó biết lắm. Cái vách ngăn mình phải đánh giá là vừa vô khi mình tách thay bên cái thành bay rồi thì mới biết đó. À là lấy này, nếu mà không được thì lấy xuống này. Không, cái sụn tay chắc chắn mình lấy một ít sụn tay. Còn khi nào ở trong bộ cái mũi này sụn vách ngăn không được thì mới lấy sụn sườn. Tại vì sao phải giải thích như vậy? Thứ nhất là vì nguyên chuyên môn. Cái thứ hai về mặt chi phí, sụn sườn nó sẽ mắc hơn là sụn vách ngăn với kia. Nếu ban đầu thì bác vẫn thu đủ hết, ngân sẽ thu đủ hết. Nhưng khi bác không làm sụn sườn bác sẽ trả tiền lại. Còn ở đây không có lo là câu chuyện rạch da ra xong khâu lại nhiều, bây giờ nó đủ thứ rồi mà đâu có bị cái tình trạng. Em thấy nhiều bạn của em làm nó bị mốt á, là do nó có nhiều cái lý do đó. Một là khi họ phẫu tích á, họ lấy nó làm mất mô hết. Thứ hai cái tổ chức ghép của họ đó nó gây sợ quá, gây scar luôn. Còn mình thì không bị hết sao lo lắng quá nha.